Đây. Em nào mà gặp vấn đề về mua nick, mua vàng, mua ngọc thì hãy truy cập ngay vào shopvimi.com nhé. Chúng tôi cam kết 100% chữa khỏi cho anh em. Hiện tại bây giờ shop đã bán vàng trở lại cho anh em là X4K6. Hiện tại đã mở bán ngọc cho anh em và giá vẫn là cao nhất thị trường 6.7 nha anh em. Có đủ 8 server nhá. Anh em lưu ý nhá. Ngoài ra thì có các dịch vụ như là tìm đồ, làm đệ, săn đệ, úp đệ tử. Giá giảm 20% và nhanh nhất thị trường. Đặc biệt là hiện tại bây giờ nick đã giảm giá thêm cho anh em là 40%, giảm giá trực tiếp vào nick rồi nha anh em. Đó, nick 1 triệu bây giờ chỉ còn là 600k thôi anh em ơi. Đặc biệt bây giờ nick đã có bán thêm gọi là win dây chạm và nick sơ sinh em nhá. Đặc biệt là có gọi là mua đồ giá rẻ theo server đủ 8 server với cập nhật hơn 1.000 đồ anh em ạ. Lượng mỏi tay luôn. Ok, ngoài ra dưới này thì có rất là nhiều danh mục vòng quay dành những phần quà cực kỳ hấp dẫn cho anh em nhá. Ví dụ như là vòng quay đồ này, vòng quay gift code này, vòng quay lúc 50 tỷ nhá. Đặc biệt dưới này thì có hàng ngàn ngân dung cho anh em lượng mỏi tay luôn. Chúng phần quà cực. Đừng buồn khi bạn muốn bỏ game. Truy cập ngay aztudong.vn, nơi thu mua nick giá tốt, giao dịch 30 giây, nhanh hơn người yêu cũ bạn trở mặt, tự động 100%, hỗ trợ rút tiền về ví ATM. Mua thẻ cào, mua thẻ game, mua đồ game, truy cập ngay azetudong.vn anh em nhá. Yeah, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay sẽ up clip ngọc rồng gọi là một buổi nhá. Nhưng mà thay vào đó sẽ cho anh em xem cái clip vlog cực kỳ là chất lượng anh em ơi. Anh em nhìn thấy quả style của mình được của nó không? Yeah, yeah, yeah. Đó. Hôm nay sẽ đi chụp kỷ yếu anh em nhá. Hôm nay sẽ đi chụp kỷ yếu cùng nói chung là mấy em cấp 3. Mình thì tham gia mấy cái câu lạc bộ ở mô tô ở Thái Nguyên á. Đấy, anh em chưa xe. Cho nên là hôm nay thì mấy em đấy thì cũng ở trong câu lạc bộ, cho nên là hôm nay đi chụp kỷ yếu thì mình sẽ quay lại clip này cho anh em xem nhá. Clip này mà anh em mà không xem từ đầu đến cuối thì không có gì hay đâu. Cho nên anh em xem đoạn này, like và đăng ký kênh cho mình phát đã nhá. Sau đó anh em xem. Ok. Còn bây giờ mình sẽ cùng em tiến hành chuẩn bị đồ các thứ, sau đó anh em mình đi thôi. Yeah. Ok anh em. Bây giờ mình sẽ cùng anh em let's go thôi. Yeah. Let's go anh em nhá. Ok. Đeo túi chưa nhỉ? 3:34 rồi. Thôi, tầng 3 nhưng vẫn phải đi thang máy, khoe thang máy tí anh em nhá. Được không? Đó. Anh em nhìn giống kiểu map GTA không? Rồi, xe mình đây rồi. Sẽ dắt cái xe lui ra đây. Uầy. Bà Nguyên hôm nay có nhiều dừa thế bà Nguyên. Cháu xin quả. Sau lại. Xe bẩn quá anh em ạ. Công việc rất tiện. Đốm đầy bình vậy ạ? Ui, xong bây giờ 19.000. 19.000 thôi. Đầy bình. Bao nhiêu? Mấy ông bà 2 giờ. Ô, chào anh. Rồi nha, hiện tại mình đang có mặt ở Phổ Yên rồi này. Đấy, chỗ này là đài tưởng niệm. Đây thì có mấy ông anh xe đến hết rồi này. Mấy anh em như lên mấy ông anh chở xe mới bác trưởng. Còn xe mình này, nhìn là sao cũ bác trưởng. Đây là Pikachu thế nhỉ? À đây là chim cánh cụt. À chim cánh cụt.
1m52 comment ở kênh của mình đây. Đi em ơi. Đây, chuyên mục chính của anh em đây. Ừ, nhưng mà đây là quay đằng sau lưng rồi. Đây quay sau lưng rồi. Không có gì nhiều. À, tí nữa sẽ có ấy. Để xem. Hello anh em, hiện tại mình đang đứng ở cái chỗ này. Chỗ này ở đâu bạn nhỉ? Chỗ này ở đâu? Chỗ này đang ở đâu? Khu sinh thái, khu sinh thái gì ấy, tại Phú Yên ấy. Quay em. Đây. Chỗ này đang là ở khu sinh thái mọi người nhá. Ok nhá. Đây có nghĩa chưa? Chưa. Ừ. Thích phê là gì? Lê Quỳnh Anh nha. Lê Quỳnh Anh nhá, chưa có người yêu. Anh em phải cho mình một like ở cái phần này anh em nhá. Ê, ê, còn em này có người yêu chưa? Em chưa anh ơi. Đây. Điều. Em này nhìn cũng được. Em nhưng chưa mà có người yêu. Hai lứa rồi, anh này bảo hai lứa rồi. Đúng rồi. Em chưa có người yêu, trời ơi, chồng còn chưa có. Ai ông vợ chưa thế có. Thế là cho nên là em này xứng đáng có 10 người yêu em ạ. Ôi, đứng ngoài mãi chán mãi chưởng. Bây giờ mình sẽ thử đi vào bên trong này xem có cái gì không. Đó. Ở đây thì sẽ có cái gì nào. Đây gốc cây này. Đây có phải gốc cây không hay là bê tông này? Gỗ ấy. Gỗ có này. Có mọi người ạ. Nhưng mà cái cây này phải nó kiểu như là gốc của cái loại cây. Anh em hôm nay tăng lương cho cameraman anh em nhá. Mình đang cho cây mà nó bỏ rửa. Được không? Được không? Được không? Được không? Sao quá mọi người ạ? Mình cũng chưa nhìn thấy cái gì ở đây. Ở đây thì tăng lương cho anh em. Được chưa? Cười lên mấy em ơi. Cười lên, cười lên, cười lên.